đang mở mỗi xúc không này coi. Rung hết cửa. Đây, cửa gỗ này. Đấy, có nghe thấy cái tiếng oạch oạch không? Rung tất cả mọi thứ ở trong cái căn phòng này nha. Đang đánh mỗi một chiếc xúc rồi. JBL NTX 818 này. Ok, lên cả full nào. Ta theo dõi clip của DVH Audio nha. Trong clip ngày hôm nay phải nói là một bộ karaoke rất là mạnh, đập rung nhà, rung cửa luôn, rung tất cả mọi thứ luôn. Đây, siêu phẩm JBL STX 818, một chiếc này thôi. Đổ làm cho cái tình làng nghĩa xóm có lẽ là cũng hơi dạn nước luôn con. Xúp đập rất là phê. Đã kết hợp với cả một đôi loa full BMB CSP 5000 và sàn máy này. Mic DB500 Pro có mic nhà tiếng rất là ngon. Vang số Koda S10 và cục đẩy Ashley 4 kênh 41.000, tức là 4 kênh nhân 1.000W. Đấy, phát đập các bác. Đeo tai nghe vào. Các bác nhớ đeo tai nghe vào để cảm nhận cái chất xúc đập nha. Xúc đập rất là lực các bác. Tiếng xúc của cầm thủ nghe rất là phê. Nào, lên thêm một đoạn nhạc nữa nha. Lên thêm một đoạn nhạc nữa nào. Nào, lên nhạc nào. Đang DBA đang kết nối phần mềm vào số trên máy tính. Ngồi gần cái súp này nó đánh tức ngực luôn các bạn. Đập rất là quê. STX 818 là nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện luôn, đập rất là quê. Ok, DBA sẽ cho nhỏ nhà lên một chút. Chọn bộ combo karaoke này có mức giá là 29 triệu đồng các bạn nha. Chỉ 29 triệu đồng các bạn đã có thể sở hữu được một combo karaoke gia đình đập rất là quê các bạn. Không những ai này mà đập nhà còn khỏe đó, là súp hơi, súp hơi 50 mà có súp này là 1200W 8 ohm, đánh rất là quê các bạn. Đấy, cái này bác nào mà muốn trải nghiệm thì mời đến trực tiếp cửa hàng DBH để trải nghiệm cái chiếc súp này. Nghe cái tiếng súp và gầm gừ nó đánh quê cực kỳ luôn. Và loa lời này BMW CFP 5000 bass đẹp nghe cực kỳ rõ ràng. Ok, bây giờ DBH sẽ test qua một chút về cái tiếng micro nhé. Trên tay DBH là cây micro DB500 Pro nhá. Đây các bác nghe tiếng micro này. Alo. 1 2 3 4 5 6. Đấy con, có thể nghe thấy cái tiếng xì, nghe cái tiếng xì rất là phê. Con mic này thì tiếng sáng cực kỳ luôn. Lò lò. Đấy, các bác nghe cái tiếng xì, cái tiếng đá lưỡi này rất là phê.
Và cái tiếng effect này thì rất là hay rồi, tại vì vang số mà. Vang số mà vào tay DVH thì setup thì bao hay luôn. Các bác có thể nghe cái tiếng reverb, cái echo cộng với cả reverb, nghe rất là dẻo, rất ok. Những cái điều mà các bác mà chơi vang cơ thì không thể nào mà có được, chỉ có trên vang số thôi. Vang số nó có cái reverb, các bác nghe cái tiếng xì. Đấy, các bác nghe cái tiếng xì của mic này. Đấy, nghe cái tiếng xì nó rất là ok luôn. Rất là dẻo, cực kỳ dễ hát và tiếng mic rất là rõ ràng. Quá rõ ràng luôn, coi nhá. Đấy, rất là hay. Nói chung là với cái effect như thế này thì nhạc nào chúng ta cũng có thể hát được. Nhạc dài, nhạc trẻ, nhạc di mic, dân ca, chưa tình, nhạc nào cũng chơi được luôn, coi nhá. Alo, 1, 2. Đấy, nghe rất là phê pha. Ok, sau đây là ca khúc Nàm Thơ của Hoàng Dũng cùng với phần trình diễn của DVH. Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thế. Ai, một người hát mãi những điều mong manh, trên những bức thư ta đâu bao giờ có lỗi khi nghe tim trôi đêm, chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không là chàng nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta như phép nhãn, tiếng yêu này mong mãi giờ ta vẫn thôi cùng này sẽ riêng nhìn ngày tháng hồn nhiên chả là ai. Quý khán giả có thấy hay thì nhớ cho đi DVH một like nhé. Tiếng mic rất là rõ và sáng sạch. Đấy, các bác có thể thấy cái tiếng micro rất là rõ và effect thì cực kỳ hay luôn. Vang số mà. Vang số nên là cái tiếng echo với cả reverb rất là phê to nha. Và với cái khả năng setup các cái thể loại vang số của DVH thì chắc chắn là không thể nào mà chê vào đâu được nữa rồi. Ok, với mức đầu tư là 29 triệu đồng, quý khán giả thân mến đã có thể sở hữu cho gia đình thân yêu của mình một combo karaoke rất là hay, các con có thể thấy tiếng mic hay, tiếng nhạc hay và đặc biệt đập nhạc sàn thì rất là phê. Phải có cái con súp 818 này, con này đập cực kỳ phê luôn, bao phê, bao sung sướng luôn các bác nha. Đấy, rất là hay và toàn bộ là hàng mới và được bảo hành 1 năm tại DVH Audio. Quý khán giả có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy và alo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Thì DVH sẽ hỗ trợ Forensic và bao công lắp đặt ở khu vực Hà Nội. Và đối với các bác ở những tỉnh thành lân cận hoặc là xa hơn thì vui lòng hỗ trợ một chút cước đi lại thì bên DVH sẽ đến tận nơi và lắp đặt và bàn giao cho quý gia đình ở quý khách sạn nhé. Ok, clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.